Bác Phong ở Hà Nội có hỏi như sau. Tôi đi nội soi, bác sĩ kết luận là bị viêm xuất huyết dưới niêm mạc dạ dày, có những vết hoại tử màu đen. Tôi hay cảm thấy đau nóng rát vùng thượng vị, khi ăn thì thấy đầy bụng, đau âm ỉ. Đi ngoài thì phân có màu đen. Tôi đã uống nhiều loại thuốc Tây nhưng chỉ do được một thời gian là bị tái lại. Tôi hay uống chè khô và hút thuốc. Xin hỏi bác sĩ cho tôi một lời khuyên là cây thuốc nào có thể điều trị bệnh của tôi. Tôi xin cảm ơn. Chào bác, thì Thảo Dược Đức Thịnh sẽ trả lời câu hỏi của bác như sau. Xuất huyết niêm mạc dạ dày là bệnh thường gặp ở nam giới, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng các chất kích thích như là bia, rượu, thuốc lá, chè khô, cà phê, vân vân. Đối với bệnh của bác hiện nay, để điều trị dứt điểm, bác phải tuân thủ một số nguyên tắc ăn uống kiêng kỵ nghiêm ngặt. Bác nên hạn chế mức thấp nhất việc sử dụng các chất kích thích nói trên. Thuốc Tây không hiệu quả đối với bệnh của bác. Bác có thể chuyển sang sử dụng các cây thuốc nam có tác dụng điều trị bệnh viêm loét dạ dày, xuất huyết niêm mạc dạ dày. Hiện nay thì có một số cây thuốc như là cây lá phôi, cây chè dây, cây bồ công anh và cây khổ sâm. Để biết thêm thông tin về các bài thuốc nam trên thì bác có thể gọi điện vào số điện thoại là 0904 079 719 hoặc đến trực tiếp cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.